xe tuột dốc á, mà bây giờ muốn mà nó đứt thắng rồi đó, mà xe hơi nữa mà chạy từ trên cao chạy xuống mà chạy ngược nó lên lại rất khó. Chúng sanh sanh từ cõi người, sanh làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi người đi xuống súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula sanh lại làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula sanh trở lại súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Ở trong đoạn kinh Đức Phật này dạy vậy. Thế khi mình sanh làm súc sanh ngạ quỷ Atula như sanh là con rắn đó nghe. Mà muốn sanh làm người rất là khó. Nên kinh Đức Phật này dạy là sanh làm người có dễ đâu. Được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe giáo pháp tuyệt vời. Được vui gặp Phật ra đời khó thay. Chúng ta sẽ phải buông. Ta sẽ buông để mà được siêu thoát. Buông để được sanh làm người. Buông đi sanh làm chư.